groceries. You started messing with my head until I hit a wall. Maybe I should have known. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em các cụm động từ sử dụng cùng một giáo phần số thịt nhé. Thứ nhất của chúng ta có suy mỏi hoặc stop mỏi. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần thứ hai, luyện nghe bằng các audio. So I swing by the dairy section and grab a few gallons of milk. Ở câu này có hai cụm động từ swim by. Có một bài tập nhỏ nhỏ cho các em sau bài 1, super mom sẽ mua bài để sử dụng. Các em hãy làm đầy đủ và các em sẽ trả lời đúng với phần chắc như rồi nhé.